Hello cả nhà, em đi mới sức kem mặt xong. Thấy cái da bóng hới không biết chứ, rất là đã luôn ha. Rồi thì tiếp tục, hôm nay em lại trộn cái combo cho khách. Khách nhà em Liên chọn dùng cái combo này ha. Đây là cái combo cốt súp mây đó. Và hôm nay không có trộn máy, em sẽ trộn bằng bọc cho mấy chị xem, để cho mấy chị biết cách trộn bằng bọc, cái mai mốt về mới chế trộn nha. Rồi bây giờ em sẽ quay nguyên liệu cho chị em nhà mình xem ha. Đây nguyên liệu của mình hôm nay ha mấy chị ha. Đây là cái combo cốt súp mây ha chị ha. Thì nguyên liệu này, combo này nó cũng khá là mạnh nha, cốt cốt dạng kem cốt nhưng mà nó mạnh nha mấy chế nha. Nhưng mà riêng đối với kem cốt thì nó sẽ không có trắng hỏn, nó không có làm mỏng da đâu cả nhà. Nên là chị em nhà mình cứ xài yên tâm, combo này là 282 cành ha. Đó, nguyên liệu em Liên sẽ sử dụng mỗi cái là hai hộp nè. Combo này thì nó nhỏ nhưng mà nó chuẩn phôi thái cho mấy chị xài xịn sò, cái giá thì nó vừa vừa tầm trung cho mình mua về mình trộn ha. Rồi cái này là sâm vàng nè, đó, xù nè, emon, bớp, sâm vàng ha, AC dưỡng trắng khử thâm, rồi dép hồng, dép một hộp dết hồng, một hộp dết đỏ, dết hồng chống nắng, dết sâm đỏ dưỡng trắng phục hồi trắng hồng da. Ở đây tẩy thì em Liên sẽ sử dụng cho mình là bốn hộp thanh hiền ha. Đó, một hộp gáy nhật vàng. Thì cái tẩy là em Liên sử dụng tẩy thanh hiền cho mình. Chị em nhà mình á, nếu mà chị em nhà mình muốn kem của mình nó nhẹ hơn thì mấy chị có thể sử dụng hai hộp đều được hết ha. Còn ai muốn mạnh thì mình sử dụng hết combo giống vậy. Đó, cái tẩy chị em nhà mình có thể gia giảm tùy theo ý thích của mấy chị. Ví dụ như chị nào mà da mình hơi mỏng á, thì mình có thể sử dụng hai hộp. Còn ai muốn vừa vừa thì ba hộp, mạnh thì bốn hộp. Hoặc là chị em nhà mình không muốn xài tẩy thì mình có thể bỏ ra, không lấy thanh hiền đều được hết ha. Mình muốn trắng thì mình miết cho em hai hộp. Đó, 2 tới 3 hộp. Đó, đây là combo dạng cốt xưa, vừa xài không mạnh cũng không nhẹ đâu. Tại sao không mạnh không nhẹ? Tại vì trong cái combo em có cân bằng cái hữu dưỡng vitamin cấp ẩm cho mình để nó nuôi da, cho nên cái tẩy này nó rất là ít luôn, nó không có nhiều. Nó vừa xài. Khi mà chị em nhà mình xài nguyên chất giống vậy nè thì nó mạnh nha. Nguyên chất giống gì thì nó mạnh, nhưng mà tại mình có mít dưỡng vô để mình cân bằng cái công thức này lại, cho nên nó không mạnh quá, nó cũng không có nhẹ quá, vừa xài cho mình và nó không có làm mỏng da ha. Rồi bây giờ em sẽ tháo cái nguyên liệu ra, rồi em tháo cho chị em nhà mình xem ha. Đây xù hăng ngọc ha, có tem phụ của hăng ngọc đàng hoàng luôn nha. Combo này là phôi chuẩn hết cho em nha mấy chế, tất cả đều là phôi chuẩn hết. Đó, thôi em để gì em sắp đi em chọn gì cho nó đẹp chút xíu nữa. Ê, chút xíu nó té à. Mình để cái hộp gì đi, mình quay cho nó đẹp ha cả nhà mình ha. Đó, để xích lên quay cho nó đẹp, xích lên giống gì quay cho nó đẹp. Đó rồi tí xíu nữa em quay quay bên quay bên gì cho nó đẹp cho mấy bà thấy nè. Bên trong nó có chữ Thái cho mình nè mấy chị thấy không? Đây nó để nè, Made in Thái Lan nè mấy chị ha. Thường đa phần kem Thái á, là một bên tiếng Anh, là tiếng Anh nó để ghi cái thành phần kem cho mình đó cả nhà. Một bên là tiếng Thái đó, là nó sẽ, nó thường là nó sẽ như vậy đó mọi người. Đây
Sâm vàng là mã, là mã 2 tem cho em ha. Mã 2 tem nha. Combo này chắc kem là ga dạng cốt xốp. À, tại sao mà em ra cái combo tự trộn với chị? Có nghĩa là nhiều khi mấy chị em nhà mình nè, ở đây nó có in nè, thấy không? Đây là kem AC chuẩn Thái, ở trên cái hộp kem nó sẽ có in cái dấu chữ Thái, một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng Thái nè, đây tiếng Thái nè. Và cái phía sau này nè, đó, nó sẽ có chữ Thái hoàn toàn cho mình ha mọi người ha. Được chưa? Sao mà em ra cái combo nguyên liệu cho mấy chị tự chọn, lý do tại sao? Giống như là bây giờ ở trên thị trường rất là nhiều người bán kem, mấy chị cũng biết rồi, rất là nhiều chị em nhà mình bán kem trộn đó. Nhưng mà thì nó sẽ có nhiều cái loại khác nhau. Nó sẽ có kem trộn giá rẻ, rồi kem trộn giá vừa vừa, rồi kem trộn giá cao. Thì mình xài mình chả biết lựa chọn. Có một số kem nhà mình thì người ta không có muốn xài kem Thái, người ta muốn mua cái dòng kem nào đó nhẹ, vừa túi tiền ha, thì người ta xài cái gì cũng được. Còn riêng một số chị em nhà mình á, người đã từng xài kem, riêng là những chị mà sành xài kem á, là người ta sẽ thích xài kem Thái thôi. Cho nên là mình không biết là người ta bán á, người ta nói kem Thái mà không biết có chuẩn Thái hay là không. Cho nên là em Liên mới ra cái nguyên liệu như thế này cho chị em nhà mình xài an tâm. Hoặc là ví dụ như mấy chị mua pha sẵn, mấy chị cũng không biết là người ta bỏ cái gì trong đó đó. Rồi mấy chị xài á, một số chị da mỏng rồi hư da tùm lum, cái bắt đầu á, là nói là do xài kem trộn bị mỏng da, bị hư da, bị manh da. Nhưng thật chất là do mình không có biết lựa chọn cái nơi tin tưởng mà mình mua đó. Mình cứ mua kem gia công, rồi kem nói chung là bóc tách đen, rồi mấy cái kem mà men kích tẩy mạnh rồi đó, thì mấy cái kem tẩy đó đó mình mua về mình xài dĩ nhiên là nó sẽ bị mỏng da. Còn cái kem trộn đa phần là phôi mặt thì mấy chị xài nó trắng da, nó trắng hồng, trắng từ từ chứ nó sẽ không có bị mỏng da nha mấy chị. Cho nên em Liên mới lên cái nguyên liệu cho mình như thế này để mình biết trong cái combo của mình là mình trộn cái gì vô trong cái kem, và mình biết da giảm cái tẩy tùy theo cái da của mình và tùy theo cái sở thích của mình nữa. Cho nên mình xài mình an tâm hơn ha. Tôi biết tôi chọn là phôi sức mặt nè. Đó, trộn không có cái gì tầm bậy tầm bạ, không có bỏ viên thuốc, không có bỏ viên kích, không có bỏ mấy cái mạnh mấy cái hàng tẩy mạnh vô để làm mà mỏng da của mình. Và mình biết trong cái nguyên liệu của mình gồm có những cái gì ha. Ví dụ như nãy em mới nói đó, nếu mà chị em nhà mình có thể da giảm tùy theo da, ví dụ như da chị em đã trắng rồi thì mình có thể khỏi sử dụng Thanh Hiền đều được hết, hoặc là mình có thể sử dụng hai hộp để cho nó tẩy nhẹ đó, tẩy nhẹ nó giúp nâng tông da đó. Còn ví dụ mình muốn bình thường, mình xài da mình bình thường thì mình có sử dụng hết như thế này. Trong cái nguyên liệu mình mua nguyên liệu về mình trộn nó dễ lắm, mấy chị có thể da giảm cái độ mạnh nhẹ kem của mình tùy theo ý ha. Ví dụ như mấy chị mua một cái combo này bên em đi, mấy chị không có thích xài Thanh Hiền, hoặc là mình thích xài nhẹ thì nó chị ơi, chị bớt ra cho em hai hộp tẩy Thanh Hiền đi, em lấy nhiêu đi thôi đó. Nó rất là dễ, mình thích mua cái nào mình mua cái đó, mình không thích thì mình có thể bớt ra tùy theo cái sở thích của mình. Hoặc là mình thích kem đặc, thì mình không có bỏ cái vitamin này đó, mình trừ tiền cái hũ này ra luôn. Còn ví dụ như mình thích dễ thấm thì mình mix cái dưỡng này vô một ít cho em đó. Còn ai không thích xài dưỡng thì mình bỏ ra, hoặc là chị nào phái cái vừa xài thôi thì mình có thể bỏ nửa hũ, còn ai phái dễ thấm thì mình có thể bỏ hơn nửa hũ. Có là nghĩa là nguyên liệu mấy chị mua về đó, mấy chị có thể can cái chất kem theo cái ý thích của mình. Mình thích xài mạnh nhẹ đặc lỏng gì đó, mình thích xài sao thì mình trộn giống vậy nó sẽ dễ hơn. Còn cái kem pha sẵn thì đôi khi mình thích như vậy mà người ta bán cái chất kem khác mình không có khoái đó mọi người ha. Nó vậy đó cả nhà. Rồi ha, em tính để gì em quay clip mà thôi dẹp luôn đi mấy bà ơi, dẹp luôn đi, dẹp luôn đi để cho nó khỏe. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái bọc ha, lấy cái bọc em bỏ vô đây. Chọn bọc thì nó đơn giản lắm, chỉ cần mấy chị dứt vô trong cái bọc này nghe thấy nha.
Rồi cái mấy chị bóp cái bọc cho nó, bóp kem cho nó mịn là được. Quan trọng là cái công đoạn mà mấy chị nghiền kem, bóp kem mấy chị kiểu khó. Mấy chị bóp cho nó mịn xíu cho em là ok ha. Đây, rồi mình chuẩn bị cái bọc giống gì cho em. Rồi bắt đầu mình sẽ dít, dít nguyên cái đống này vô thôi. Đơn giản vậy đó cả nhà mình ha. Đây Thanh Hiền. Rồi em lấy cái cây này luôn rồi, em quên lấy cây dít nhỏ rồi. Em quên lấy cây dít nhỏ rồi, quên mang bao tay luôn. Mấy chị biết sao không? Ở trước bây giờ chỗ cái phòng em làm á, em trộn kem á, mẹ em đã ngủ trước á. Nên là bây giờ là em phải vô trong phòng em trộn nè, mấy chị thấy không? Vô phòng em trộn cho mấy chị nè. Chứ nhiều khi lười á, cái để nó qua ngày cái không có làm được. Rồi khách người ta đặt rồi cái sáng là không nổi. Bởi em ít nhận trộn sẵn là vậy đó, em ít nhận trộn giùm nha. Hồi xưa á nha, thì em ở một mình á, em dễ lắm mấy chị. Em muốn làm giờ nào em làm, nhiều khi em làm nguyên đêm thì em cũng làm được. Còn bây giờ về ở chung với mẹ, rồi để cái thời gian cho mẹ nghỉ ngơi nữa. Mình làm lục cục làng càng rồi bổn bổn sẻn sẻn. Vì mẹ bà không có ngủ được, bà lớn tuổi nữa. Đó, cho nên là em cũng ít có nhận trộn giùm. Này dít đỏ nè mấy chị. Bởi vì em chỉ cho mấy chị, em chỉ cho hướng dẫn cho mấy chị cách trộn nè. Mấy mốt về mấy chị có thể tự trộn ha. Bà nào mà mình ở nhà mình không có cái bọc, khi mấy chị mua nguyên liệu mấy chị nói đưa cho bọc cho mấy chị. Để em đi kiếm một, em đi mua một mớ bọc để dành cho mấy chị ha. Ai mà không có bọc nó liên cho chị xin cái bọc. Đây là xù ha. Chị nào mình có máy rồi thì mình trộn bằng máy ha. Còn ai mà chưa có máy á, thì mình trộn bằng bọc giống vậy. Nhưng mà mấy chị nhớ chịu khó là trộn bằng bọc. Thì mình bóp nhiều lần cho nó mịn nha. Chứ mấy chị mà bóp nó không mịn á, là nó sẽ dễ có hộp có hộp. Có hộp có hộp thì mình xài vẫn được bình thường chứ không có gì hết. Nhưng mà mấy chị biết sao mình sức nó không im, nó có hộp á cả nhà. Sức nó không được im hơn. Xanh vàng nè. Cái ngón tay em bữa nay nó bị chật cái ngón cái nữa rồi mấy chị. Tháo kem á, tháo kem là nó bị chật. Tháo kem là nó bị chật. Quên lấy cái Ê, để em xíu em lấy khăn giấy ướt á. Đây. Xăm vàng ha mấy chị ha. Mỗi cái em sử dụng hai hộp. Combo này nó ra ít kem chứ nó không có nhiều kem đâu. Tại vì mấy chị nào mà mình muốn mà được cái số gam kem nó nhiều á, mà giá rẻ thì không có thể nào mà sử dụng kem Thái được hết trơn á. Kem Thái giá nó cao. Một combo nó mà 200 mấy mà nó có mấy hộp thôi mấy chị thấy không? Nó có mấy hộp kem thôi à. Nó đâu có được nhiều đâu mấy chị. Chỉ có mấy chị muốn kem nhiều thì mấy chị phải độn kem Việt vô. Trộn kem Việt vô thì nó mới nhiều kem. Giống như những chị nào chưa trắng á, thì mấy chị xài kem Thái xịn cho em. Còn những chị nào mà da mình có tông rồi thì mấy chị xài công thức Thái Việt được. Khi mà da mình có tông rồi á, mình không còn trắng nhanh trắng mạnh nữa thì mình xài Thái Việt cũng được. Còn ai mà chưa trắng thì nên xài kem xịn. Nên xài cái combo phôi Thái xịn nha. Tại vì cái phôi Thái bản chất của nó là cái nền kem của nó là trắng nhiều rồi. Mà mình mít giống như em như thế này nó là trắng banh nóc. Trắng banh nóc nha mấy chị nha. Với lại cái nền kem Thái nó thơm, nó mịn, xài nó im lắm mấy chị. Nhiều khi á là mấy chị thường có một số chị em nhà mình hay xài cái phôi Việt á. Cái phôi này mà nhưng mà loại kem ghẻ, kem Việt á, mình chưa có xài phôi Thái thì mình nói ôi kem nào mà xài không được. Mua kem Việt xài cũng trắng vậy, càng chi phải xài hàng Thái xịn giá cao, bán mắt muốn trớt. Đó, mấy chị hay nói vậy ha, nhưng mà mấy chị chưa có xài thôi. Tới chừng mấy chị xài thử đi ha. Mình xài thử một cái combo phôi Thái thử là mình cảm nhận cái chất kem nó khác hoàn toàn luôn. Cái mùi nó thơm và cái độ năng tông của nó cũng khác hoàn toàn luôn. Nó đã lắm mấy chị. Đổi qua kem Thái xong mấy mốt cái là thôi tôi không xài kem Việt nữa đâu. Thử rồi mấy chị thử. Mấy chị thử rồi. Đó, em on nè. Mấy chị hàng xịn mấy chị thấy nè, thấy không? Cái nền kem của nó bóng nè mấy chị ha. Cái nền kem của nó bóng mà cái màu kem của nó nè. Ha. Vô trong màn hình thì mấy chị thấy cái màu nó hơi đậm, nhưng mà ở ngoài nó không có đậm giống vậy nha. Ở ngoài nó hơi ngả vàng. Đó, cái chất kem của nó dẻo quá nè. Nó dẻo mịn ha. Còn mấy chị mua mà không đúng hàng á, là cái nền kem của nó ngộ ngộ lắm mấy bà. Nè.
cái nền kem của nó ngộ lắm, mà cái kem của mình nó không có được mịn bóng và nó cũng không có thơm. Còn cái kem chuẩn là cái nền kem nó dẻo nè, mấy chị thấy không? Đó, nó dẻo nè, rất là đã luôn ha. Với mình dít nó cũng đã tay nữa, dít nó cũng đã tay, nói chung gì nó cũng dễ làm hết trơn, nó đã lắm mọi người, không biết nói sao luôn. Cái combo này là có dầu vàng cho em luôn ha. Cái này là bóp nhỏ nha mấy chị nha, bóp này là bóp 4.5 5g á, cái này 5g. Cái cây này mấy chị thấy dít đã không đó nha. Cây này dít đã ha mấy chị ha. Bữa nay em thay đổi cái góc quay giống về cho mấy chị xem. Thay đổi góc quay cho mấy chị xem. Đó. Cái kem gáy nhiệt thì nó hơi cứng một xíu. Cái gáy nhật á mấy chị, cái nền của nó hơi cứng, nhưng mà được có cái mấy chị biết gì không, cái thịt kem của nó nhiều nên là mình trộn vô mình xài á, nó ngợi kem, nó ngợi kem, nó được nhiều kem hơn ha. Cái nền kem của nó cứng mà nó hơi bớt, khi mấy chị trộn nó sẽ hơi bớt cái kem, nhưng mà được cái là nó nhiều cái kem, mấy chị xài nó đỡ hao, nó nhiều được cái số gam nó nhiều. Rồi cái này là hũ men kích ha. Chị em nhà mình có thể bóp cái này trước cho nó mịn, sau đó mấy chị bỏ cái men kích này vô, hoặc là mấy chị có thể bỏ cái men kích một bên cũng được. Tại cái men kích này cái chất của nó sẽ hơi mềm, nó hơi mềm xíu ha. Đó, nó sẽ hơi mềm, nên là mình có thể bỏ cái cặp phía bên đây, mình chia ra, mình chia ra hai bên để mình bóp cái phần bên cứng ha. Còn để em thôi, nó có mềm với có cứng, cái mấy chị bóp đó, nó sẽ không có được mịn cái kem của mình ha, không được mịn. Cái men kích này của em là của Thái chứ không phải là hàng gia công giống như trên thị trường nha mọi người nha. Cái men kích này cho em nhà mình bỏ vô, nó giúp nâng tông da cho mình, với lại nó làm dẻo cái kem của mình lại, không có bị tách nước kem. Cái này em có bán lẻ cho mình 60k một hộp. Cho em nhà mình ai mà đó, đây nè, mình bỏ một bên. Cái men kích này nó hỗ trợ làm dẻo cái công thức của mình, nó không có làm cho kem của mình bị tách nước, không có bị bở kem cả nhà, với lại nó giúp nâng tông. Ví dụ như trong cái công thức của chị em nhà mình đang xài mà nó không có trắng nhiều đó, mấy chị có thể mua cái hũ men kích này, mấy chị bỏ vô, nó hỗ trợ nâng tông da cho mình sau 5-7 ngày sử dụng, đối với nền da đã có tông nha cả nhà mình ơi. Đó, rồi em buộc cái này lại ha, em buộc lại nè, buộc, mấy chị buộc đừng cho nó bị bồng hơi nha, có nghĩa là cái bọc của mình nó đừng có bồng bồng, nó cho nó xì hơi, nó xì hơi, cho cái bọc nó đừng có hơi á mấy chị bóp, để thôi nó bồng cái hơi mình bóp không được. Đó, đừng cho nó bị bồng cái hơi. Rồi, buộc lại ha. Buộc lại cho em nè. Rồi bắt đầu mình bóp. Bắt đầu mình sẽ bóp cái phần kem cứng nè, hồi nãy em có chia ra hai bên nè mấy chị thấy không? Lựa cái kem cứng mình bóp ha. Bóp cái kem cứng cho nó nó mịn thiệt là mịn nè. Nhất là cái gáy nhật á, cái nó hơi cứng, mình đè mình bóp nè mấy chị thấy không, nó đơn giản đó mọi người ha. Mấy chị có thể phang ha, bỏ men kích vô mình bóp cái kem cứng này trước cũng được, tại em lười á nên là em cho nó vô luôn, em cho nó vô luôn rồi em lựa cái phần phôi cứng một bên em bóp ha. Đó, mình có thể lựa cái phôi cứng ra mình bóp nè. Đó nè, mình cảm nhận được khi mấy chị nghiền cái tay của mình á, mình có cảm nhận được, mình bóp được mấy chị ha. Thấy chưa? Cái men kích này là của Thái á mấy chị ha, chứ không phải là hàng gia công nha. Hàng gia công thì nó có cái độ tẩy nhiều, còn cái này nó không có cái độ tẩy, nó là cái dạng kích giúp nâng tông, nên mình bỏ vô trong kem nó hỗ trợ làm sệt cái chất kem nâng tông da, nhưng mà nó không có làm mỏng da của mình ha. Em có bán lẻ cái hũ này 60 cành một hộp. Chị nào mà mình trộn kem của mình mà bị lỏng lỏng kem á, mình muốn dẻo kem lại xíu, mình có thể mua cái men kích này để vô, hoặc mình cái công thức của mình xài mà nó không trắng đó, thì mấy chị cũng có thể bỏ cái men kích này vô. Một cái hũ như thế này là mấy chị chọn từ 350g trở lại ha. 350g kem. Đó, 350g kem trở lại nha. Còn mấy chị chọn nhiều thì mình phải mua 2 hũ. Từ nửa ký trở lên thì phải 2 hũ nha cả nhà mình ơi.
Đó nè, em gờ em cảm nhận được nó nằm đây nè, nó có cái hột hột nè. Đó mấy chị phải bóp bóp nè, đó thấy không? Nhưng mà hơi mỏi tay. Hơi mỏi tay xíu ha. Đó, ai ở nhà mình không có máy á, mình cũng có thể chọn giống như em Liên như thế này nha mọi người. Thấy chưa? Đơn giản không mọi người? Thấy chưa mấy chị? Đó. Cứ mình cứ nghiền vậy nè. Mình cứ nghiền, mình bóp cho cái này nè. Chỗ này nó còn mấy cái hột kem nhiều lắm nè mấy chị thấy không? Đó. Nên là mấy chị phải bóp cho nó mịn rồi. Mấy chị để em bóp nhiều lần để cho nó mịn xong rồi em quay tiếp cho mấy chị xem đấy nha. Cái này mình bóp, mình dò nó cũng sẽ hơi lâu đó mọi người ha. Bóp gì nè, hoặc mình lấy cái cây mình cán cũng được nha mấy chị ha. Lấy cái cây mình cán gì nè đó. Nói chung là mấy chị làm sao cũng được, miễn là cho cái hỗn hợp của mình nó thiệt là mịn. Mình bóp mịn, mình làm kỹ thì mình sức nó im. Vậy thôi cả nhà mình ha. Đó mấy chị làm giống gì nè, mình làm giống vậy là cái bọc của mình nó sạch trơn nè, nó sạch trơn, nó không có dơ gì trơn á nè, nó sạch trơn nè mấy chị thấy không. Mình làm từ từ vậy nè, đó mình lấy đồ mình vét nó sạch trơn hả cả nhà mình ơi. Rồi bây giờ em xấy cái góc này lại nè, đó mình vuốt cái đâu mình làm vậy đó mọi người. Rồi biết chi không, bắt đầu cắt cái góc này ha, cắt cái góc này cho em. Không lẽ gì em lấy cái găng em cắn. Em lấy cái găng em cắn mọi người, nhưng mà kệ thôi, cắt đi. Đó nè, bây giờ bắt đầu sẽ đổ cho mấy chị xem ha. Đây ha. À, bây giờ bắt đầu sẽ đổ nha mọi người. Đó nè, đã chưa? Xuất sắc không? Đó. Đó. Thấy mấy chị thấy nó cũng vẫn còn hơi hộp phải không? Chọn bằng máy là im nhất, nhưng mà chị nào mình không có máy thì ở nhà mình làm bằng tay thì mình làm đỡ giống gì. Cái này nó nghe cà bịch cái ghê quá mấy bà ơi nè. Đó, thấy chưa? Đã không mấy chị? Thích chưa? Thích chưa mọi người? Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ vét cái bọc tiếp nè. Đó, giờ em vét cái bọc xong em quay tiếp cho mấy chị xem nè, đó thấy không? Ra được khoảng nhiêu kem nè, nhiêu kem chắc khoảng 250g hả mấy chị? 250g mà không có nhiều đâu mấy chị. Bởi nhiều khi mấy chị chê kem Thái nó, em trộn em bán mấy chị chê nó mắc. Cái này nguyên liệu nè, 250g là cũng hết 282 cành. 282 cành nha cả nhà. Đó combo này em trộn cho mấy chị là 200g, em bán cho mấy chị là 250, nhưng mà lúc nào cũng căng dư 250g, coi như 250g là 250 đi, tính ra nó cũng thua với cái giá nguyên liệu luôn á mấy bà ơi. Cái này phải xem lại, cái này phải xem lại nha, coi em bán xem chị của em có lời không nha mọi người. Nhìn nè, bây giờ là em sẽ múc cái trái kem cho mấy chị xem nè. Đây cái trái kem của mình nó xốp nè mấy chị, nó tựa tựa nè ha, nó tựa tựa nha, nó xốp mây á, nó xốp mây, nó tựa tựa nha mấy chế nha nè. Ồ ha. Rồi bây giờ chị nào mà mình muốn á, mà cái chất kem của mình tựa nhiều hơn á, thì mấy chị thêm dưỡng vô ha. Cái chất kem của mình, cái này ai mà phái lỏng á thì mấy chị thêm dưỡng vô, còn vừa xài như thế này là ok, vừa xài như thế này là được nha mọi người ha, được chưa nè. Chất kem của mình ha, xốp mây, xốp dẻo, xốp mịn luôn mấy chị, rất là đã luôn nè, không? Khi mà mấy chị trộn bằng máy thì cái kem của mình nó xếp xốp nhiều hơn khi mấy chị trộn bằng bọc. Với lại nếu mà mấy chị muốn cái kem của mình tựa hơn là mình trộn nó hơi lỏng, kem mình nó sẽ tựa. Tại sao mà trộn hơi lỏng nó tựa? Thường những cái kem tựa là mấy chị hay thấy nó là dạng kem lỏng. Lý do là gì mấy chị biết không? Cái kem tựa là nó công đoạn của nó gần như là tách nước kem. Thay vì cái tỷ lệ kem, tỷ lệ dưỡng như thế này là vừa đủ. Nhưng mà mấy chị cho dưỡng vô nhiều quá thì nó lỏng cái kem của mình ra, nó làm cái kem của mình giống như nó bị hụt đi cái chất làm dẻo kem, nên kem của mình nó sẽ tựa. Đó ha, cái này là dạng xốp mây nè, xốp dẻo nè, mình muốn tựa là mình thêm dưỡng vô, nó hơi lỏng là kem của mình tự nó sẽ tựa cái kem của mình ra. Đó nha mọi người, thấy xuất sắc không, chắc kem này mấy chị này, cái này trộn bằng bọc nè. Đó rồi bây giờ em xức thử cho cả nhà mình xem ha, xức thử nha mấy bà, nó sẽ thấm vô hết trong da mình nè, đã không mấy chị. Cái này còn hơi đặc nè, mấy chị thêm ít dưỡng nữa thì tầm khoảng 1/3 tới nửa hũ nha là ok. Ê, trắng nha, trắng nha, công thức này xài đã nha mấy chị, nhìn nè. Cái này là trong phòng em tới thui đó, em không có đèn, đèn nó
đèn nó mờ mờ đó mấy bà. Em quay cái clip này cái đèn của nó hơi mờ mờ một xíu nha mấy chị nha. Cái ngón tay này của em nó bị chật nữa rồi mấy chị, làm như nó có cái tì, bữa hổm nó chật một lần mấy chị nhớ không? Bữa nay nó chật nữa rồi mọi người. Có nghĩa là em tháo kem hoặc em cầm cái máy đánh kem nó nhiều quá nó bị chật. Nó bị chật nha. Rồi đây ra được nhiêu kem ha. Là nó dạng sệt sệt vừa xài. Ai mà muốn nó tửa nhiều hơn hoặc muốn chất kem lỏng hơn thì mình có thể thêm dưỡng vô. Dưỡng này còn dư khoảng hơn nửa hũ, hơn nửa hũ nha. Nên cái combo này chị em nhà mình bỏ khoảng 1/3 hũ vitamin cho em là ok. Chất kem dạng dẻo xốp, xốp mây, dẻo xốp mịn, dễ thoi, dễ thấm là mới sức nè. Không có bết rít, không có lỗ dân kem nhiều, không có bết rít nhiều, không có lỗ dân kem nhiều đâu cả nhà. Kem nhà em là em phối cho mấy chị là nó vừa xài, chất kem thơm, mùi từ phôi thái thơm chứ không phải là nó hôi hay nó chua hay nó gì hết trơn á. Còn cái độ tẩy, cái độ tẩy thì chị em nhà mình có thể gia giảm tùy theo ý thích. Mà chị nhớ là mấy chị bỏ tẩy như thế này là nó vừa, nó không mạnh, nó cũng không nhẹ. Mà mấy chị bỏ ít quá thì cái kem của mình nó sẽ nhẹ xuống ha. Nếu mà chị nào mà cái tông da của mình mà có rồi mình muốn nhẹ hơn thì mình bớt ra một hộp cho em. Còn không thì mình để nguyên combo giống như thế này mình xài cho em là ok nha cả nhà mình nha. Rồi ra được nhiêu đây, chắc khoảng 250, khoảng 250g kem ha. 250g tới 300g, khoảng chắc khoảng cái này chắc khoảng 250 tới 300g kem á cả nhà. Chị tính ra em bán kem pha sẵn cũng đâu có mắc đâu, còn rẻ hơn giống vậy nữa. Mấy chị mua 200g là em căng cho mấy chị khoảng 250. Lúc nào mấy chị mua kem bên nhà em cũng căng dư cho mình từ 30 tới 50g. Ví dụ như mấy chị từ hũ 150g trở lên nha. Ví dụ như mấy chị mua hũ, mình mua hũ 150g đi, là em cần cho mình 200 tới 210 gram. Luôn giỏ hũ là ra khoảng 240-250. Đó, những chị nào mà lấy sỉ hũ 150g tới 200g bên em về là mình bán vô tư. Ví dụ như mấy chị lấy cái hũ 150g về mấy chị bán được 200g bình thường. Tại vì lúc nào mấy chị mua em cũng căng dư. Còn mà mấy chị mua 300g đi đúng không, là em căn cho mình là 350. Lúc nào cũng căng dư cho thêm mấy bà vậy đó. Mà bán riết coi. Bán hồi đầu năm tới giờ không thấy lời đâu hết trơn mấy bà. Lỗ. Tại vì mấy chị biết không, em bán bên sàn TikTok đó mọi người. Em bán bên đó nó tính phế sàn. Người đó tính mã giảm giá em bị lỗ. Có nghĩa là lúc trước á, nó áp cái mã giảm, nó áp cái mã miễn ship á, là bên top người ta sẽ trợ giá hết trơn à. Em nhận về đúng cái số tiền của em bán. Nó chỉ trừ tiền chiết khấu qua trên cái phí sàn là 500. Là ví dụ như 300 ngàn thì nó trừ em khoảng 30 ngàn. Đó, trừ khoảng hai mấy, 28 gì đó, 25, 30 ngàn gì đó. Thì coi như em bán đi 300 ngàn thì nó trừ 30 ngàn cũng được đi. Đợt này sau ngày 1 tháng 7 nó ra cái quy luật mới, nó áp tiền thuế rồi nó áp tùm lum hết trơn. Là nó trừ một đơn hàng 100 cành, rằng 100 cành. Nha, rằng 100 cành vô em bán 300 ngàn, nó trừ em trong đó là 80 mấy, 90 ngàn. Đó thì coi như là em đâu có lời, em lỗ. Chưa đâu, riêng cái tiền đó em còn phải đóng tiền thuế cho bên chi cục thuế nữa. Bên chi cục thuế là 1.5 nữa. Có nghĩa là bên chi cục thuế người ta quy định một năm mà mấy chị bán vượt cái mốc trên 100 triệu là mấy chị phải đi đóng thuế. Một là thuế thu nhập cá nhân, hai là mình đăng ký cái tiền thuế khoán ha. Em thì em đăng ký thuế khoán thì không sao, là cái mức mình bán thấp. Còn nếu mà mấy chị bán cao là mấy chị phải đóng theo cái tỷ lệ phần trăm của mình bán. Ví dụ mấy chị bán nhiều là mấy chị phải đóng theo cái tỷ lệ phần trăm. Ví dụ 100 triệu là đóng 1.5, nói chung 1.5 lần sau nó chia ra làm sao đó em cũng chưa biết. Mà hiện tại bây giờ em đang đóng thuế khoán. Ví dụ như là mình đóng là một tháng bao nhiêu, với lại mình đóng thuế môn bài cuối năm. Còn riêng mà những chị em nhà mình bán nhiều là mình phải đóng theo cái tỷ lệ phần trăm của bên chi cục thuế đó đó cả nhà. Tính ra bán trên sàn tới giờ, từ đầu năm giờ không có lời mà lỗ. Không có tính nha, từ bữa mà em bị mắc cái giỏ hàng, bắt đầu em mới ngồi là em tính thì coi như là nó trừ một cái đơn hàng của em á. Em bán cái hũ kem là 610 ngàn nửa ký kem cốt. Em trừ tiền này tiền kia, em để cái tiền trên cái giỏ hàng là 610, mà em nhận lại được chỉ có 517 ngàn. Thì coi như mắc gần 100 ngàn một cái đơn hàng. Mà một hũ kem làm gì bán lời tới 100 ngàn dữ vậy mọi người. Ai bán kem phôi thái nha, mấy chị bán hàng gia công thì mấy chị lời nhiều. Nhưng mà ai bán dít từ cái phôi giống gì, trộn như em, không có pha độn giống gì nè, thì mấy chị cũng biết nãy giờ em đang chọn nguyên cái combo cho mình nè. 280 đi, thì nó ra được
khoảng nhiêu đây kem, khoảng 250, 250g kem. Đó thì mấy chị nghĩ coi là cái giá nguyên liệu với lại cái cũng như nhau hả mọi người, đâu có lời bao nhiêu đâu, xê xích. Một combo như thế này em lời khoảng 20 cành. 20 cành thì coi như kem trộn cũng vậy đấy, em lời khoảng 20 cành. Mà trừ ra tiền thế vậy là lỗ một đơn khoảng 80 ngàn. Lỗ một đơn khoảng 60 ngàn, 60 ngàn, 80 ngàn thì nó hơi nhiều quá. Khoảng 60 ngàn tới 70 ngàn là từ hồi Tết giờ bán lỗ không, không thấy tiền đâu chứ. Em suy nghĩ nhiều khi mình ăn uống rồi tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia là không có lời là do mình ăn uống, mình bán nhiêu, mình ăn nhiêu, mình không có lời. Nhưng thật chất tính lợi là không phải do ăn uống mà là do nó trừ cái tiền thuế, rồi nó trừ thêm cái tiền chiết khấu hoa hồng nữa. Hồi xưa đâu có, ví dụ như mấy chị làm affiliate á thì mình mới trừ tiền chiết khấu hoa hồng thêm mười mấy hai mấy ngàn, còn cái này mình không có làm affiliate nó vẫn trừ 29 ngàn, vẫn trừ tiền thuế hoa hồng gì đó không biết 29 ngàn nữa. Bởi vì bây giờ là em ngưng bán bên giỏ hàng luôn, có nghĩa là em vẫn làm clip, vẫn quay clip nhưng mà em chỉ chốt đơn bên Zalo hoặc bên Facebook thôi. Chị em nhà mình mua hàng thì mấy chị nhắn qua bên Zalo 0901 280 656 giùm em. Mấy chị đừng có gửi kết bạn nha, tại vì hiện tại bây giờ cái trang của em là gần 3.000 tới 5.000 người đang chờ kết bạn, nó full rồi không có kết bạn được. Mấy chị mua hàng hoặc mấy chị tư vấn cái gì mấy chị nhắn cho nó hiện lên, nói ừ Liên ơi em tư vấn cho chị cái công thức đó, hoặc là chị muốn mua kem em bán cho chị công thức cốt xưa bao nhiêu tiền, mình nó mua 200 300 gì đó, còn mình mua pha sẵn thì mình nói mình mua pha sẵn, em gửi cái bảng giá qua cho mình xem. Còn chị nào mua nguyên liệu thì mình em gửi nguyên liệu ra cho mấy chị xem để mấy chị chọn công thức nào mấy chị thích. Ví dụ như mấy chị mua cái giá dao động tầm 300 ngàn đi, thì em sẽ gửi hết những cái công thức giá tầm 300 ngàn trở lại cho mình để mình lựa coi mình ưng cái nào thì mình lấy công thức đó, hoặc mình không biết mình mua cái công thức nào để mà sử dụng cho nó hợp với cái da của mình thì mấy chị có thể nói cái da của mấy chị cho em biết ha. Mình nói mình muốn mua nguyên liệu với lại cái da của mình mỏng, da bình thường gì đó, mình nói cho em để mà em biết là mình hợp với công thức nào, em gửi cái công thức đó qua cho mình xem. Hoặc là mấy chị không biết nữa thì mấy chị có thể chụp hình cái da của mấy chị gửi qua cho em cũng được, để em xem cái da của mình, để em coi mình hợp với cái combo nào mình sử dụng nha. Ồ bữa nay em xài cái, nói chị cái da mặt em rồi nè, em xài kim khe bữa nay da mặt em đã quá mấy chị ơi, nó căng bóng nha. Cái tép phục hồi của Pháp chị nào chưa có nên mua, em là một tép retinol, một tép phục hồi của Pháp lúc nào cũng có hết trơn. Đây em cho mấy chị xem. Đây là cái bàn của em nè mấy chị. Đây, cái này là không thể thiếu. Hai ông này là không thể thiếu ha, không thể thiếu trong cái bộ trang điểm của em. Chị nào chưa có thì nên mua hai cái ông này cho em. Serum mấy chị không xài cũng được, tông nờ tẩy trang mấy chị không xài cũng được, sữa rửa mặt mấy chị không xài cũng được, nhưng mà riêng hai cái ông này mấy chị nên xài nha, rất là đã. Mấy chị thấy em xài nè, cái chai này trời ơi em xài một năm mấy rồi đó cả nhà, em mua hình năm rồi tới bây giờ là coi như khoảng một năm rưỡi, gần một năm rưỡi mà chưa có hết, xài lâu lắm mấy chị. Nhìn cái da nó căng bóng nè, nó mịn nè, mà cái da nó như em bé mấy chị gờ nè. Em năm nay 39 tuổi mà được cái da như thế này là mấy chị hiểu, cho dù mấy chị có tàn nhang, mấy chị có bị nám đi chăng nữa, nhưng mà mấy chị cấp ẩm cho da, cái da từ từ nó khỏe lại, nó có một cái hàng rào bảo vệ da của mình thì nó sẽ không phát sinh nám, nó không bị lan ra nữa. Mấy chị không cấp ẩm cho da, da mình nó bị khô, nó thiếu sức sống thì nó sẽ bị mau lão quá và mình nhìn thấy mình già dữ lắm. Còn mà cái da của mấy chị mà nó non một cái nhìn nó trẻ măng hả mấy chị, mình nhìn mình 39 tuổi mà mình nhìn mình em tưởng chừng giống như là khoảng 28 29 tuổi gì đó. Mấy bà nói ra mấy bà đừng cười, tôi lúc nào tôi cũng nghĩ tôi mới có 28 29 chứ tôi em không có nghĩ là em tới 39 tuổi, em không nghĩ gì luôn. Leo quay lâu lâu cái em chực nhớ là trời trời sao mình già dữ vậy ta, mà nhìn vô trong kính thì mình thấy cái mặt của mình nó không có già, thấy nó cũng vậy vậy hoài à cả nhà. Đó là do nè mấy chị, em chỉ cho mấy chị cách xài ha. Cái retinol này nè, nồng độ nó có 0.5 thôi. Chị em nhà mình á, xài không có bị bong chóc da, không có bị bào mòn da gì hết trơn á. Mình xài nó sẽ xe khích cái lỗ chân lông của mình, nó làm nè, thấy không? Nó xe khích lại, nó mịn gước, nó chồi mấy cái nhân mụn cám. Hồi đó nguyên cái này của em, chị nào mà có xe theo dõi em mấy cái clip trước em quay đó mọi người, là cái này là mụn cám nó về về ha, nó chồi lên quào quào nó chốc luôn. Còn bây giờ xài cái này xong mụn cám nó trơn luôn, mấy chị thấy nè, nó mịn cái da mình rất. Mấy chị thoa một cái lớp serum bên dưới cho em, sau đó thoa cái tép phục hồi này lên,
nha. Bữa em có ra cái clip rồi, lâu lâu em sẽ ra clip lại cho mọi người. Mà mấy chị nhớ đừng có sức nhiều, một ít thôi, chấm đều lên ha. Rồi bắt đầu mình sức retinol lên là ok. Còn nếu bà nào mà có bị nám thì chấm cái kem nám chỗ vùng này. Ai mà thường nám nó sẽ hay bị cái này, em cũng bị chỗ này nè. Nè mấy chị thấy không? Nè. Đó nó ít một ít mà em sức nó hết trơn rồi nè, em sức nó trơn. Em xoe chỗ cái vùng nám này nè. Đó, bắt đầu sức retinol lên. Thoa một cái lớp cấp ẩm. Cái này là cấp ẩm phục hồi của Pháp. Mấy chị xài nó sẽ không có bị mỏng da. Tại vì đa phần những chị em nhà mình bị nám, xài kem nám là cái kem dòng tẩy. Tẩy nám nó làm cho cái da mấy chị mỏng. Cái đó là em nói thiệt, em không có giấu. Tất cả những cái dòng kem mà chuyên về trị nám á, cốt nám nào đó, là nó tẩy cái da mình dữ lắm nó mới hết nám được. Cho nên mấy chị lót một cái lớp phục hồi bên dưới cho em. Đó, nó hạn chế cái độ mỏng da, nó nuôi cái da của mình. Rồi mình xoáy chỗ cái vùng bị nám cho em nha. Rồi sức retinol lên. Trầu ở cái da nè, bữa nay nè. Mấy chị thấy không? Trời ơi, mấy chị nhìn mấy chị còn ghiền nó không chi là em. Thật sự. Lộn, em nhìn em còn ghiền nó không chi là mấy chị. Thiệt nha, đã lắm mấy chị. Cái da mình nó non gờ nè. Chồng tối nó mê nó hung đã luôn. Cái da nó non như em bé mình tưng vậy nè mấy chị. Đã lắm. Chị nào chưa có nên mua hai cái này đi. Thoa một cái lớp này bên dưới rồi thoa cái retinol lên cho em. Còn đối với những chị nào có bị nám, thoa cái kem phục hồi bên dưới, sau đó chấm cho cái vùng bị nám rồi sức retinol lên. Retinol này chỉ sử dụng một tuần 3 ngày thôi ha. Ngày xài ngày ngưng. Những ngày không xài retinol mấy chị cũng giống vậy đó. Sức cái này bên dưới, thoa serum bên dưới, xong rồi thoa kem này lên. Rồi mấy chị sức cái kem trị nám hoặc là kem dưỡng trắng gì đó lên đều được hết cho em ha. Sức kem dưỡng trắng hay kem gì đó cũng được sức lên. Rồi mấy cái ngày mình không xài retinol thì mình xài kem dưỡng trắng cũng làm y chang giống vậy, nhưng mà mình đổi cái retinol thành cái kem dưỡng trắng hoặc là cái kem trị nám đều được hết ha mọi người ha. Ai chưa có thì nên nhanh tay lấy hai cái này về xài đi cả nhà ơi, xài xong rồi ghiền nha mọi người nha. Cấp ẩm căng bóng da cực kỳ.